do gì thông tin cô gái này vượt mặt lan ngọc để trở thành quán quân chị đẹp nhiều khán giả cho rằng chị đẹp này là người giành được vị trí cao nhất ở chương trình chị đẹp đạp giờ rẽ sóng hiện tại mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin trang pháp vượt mặt lan ngọc để giành hạng một ở chương trình thực tế chị đẹp đạp giờ rẽ sóng theo đó nhiều khán giả cho rằng bảy chị đẹp được đài biểu ở đêm chung kết bao gồm trang pháp lan ngọc lệ Quyên, em ly diệp đâm anh miễn linh thu phương trang pháp sau đó nhận chức quán quân vì được khán giả bình chọn nhiều nhất Trước đó không ít khán giả tin rằng vị trí số 1 đương nhiên thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc bởi chị đẹp này luôn dẫn đầu bình chọn từ 357 khán giả ở trường quay. Thêm nữa các tiết mục có sự góp mặt của Lan Ngọc luôn hot top trending YouTube và được đánh giá cao bởi sáng tạo và công phu. Tuy nhiên khi tin tức trang pháp thẳng Lan Ngọc xuất hiện trên mạng xã hội nhiều người lại cho rằng nó rất hợp lý bởi trang pháp khá toàn năng so với 29 chị đẹp cùng tham gia chương trình rõ ràng trang pháp có lợi thế hơn không chỉ hát được nhảy tốt, Trang Pháp còn biết sáng tác có thể làm nhạc, viết rap và đọc rap. Thêm nữa Trang Pháp giỏi ngoại ngữ có thể nói thông thạo nhiều thứ tiếng, đồng thời sở hữu gu âm nhạc rất văn minh và hiện đại. Nếu Trang Pháp thực sự thắng Lan Ngọc chắc chắn sẽ có cuộc tranh cãi nổ ra. Tuy nhiên xét trên cả hành trình các vòng công diễn đã đi qua, dù là Trang Pháp hay Lan Ngọc thắng giải thì đều hợp lý.